Báo Nhật nói gì về sự xuất hiện của mẫu xe điện giá phải chăng của VinFast? Mẫu ô tô điện giá phải chăng của VinFast ra mắt trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang là một trong số thị trường xe máy hàng đầu thế giới. Nikkei Asia đưa tin, mới đây VinFast đã tiết lộ một mẫu xe ô tô điện mới với giá chưa tới 23.000 USD tại Việt Nam. Trong bối cảnh các thương hiệu xe điện Trung Quốc đang nhằm nhe gia nhập thị trường và Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào xe máy, công ty con sản xuất xe điện của Vingroup cho biết mới đây rằng họ đang muốn mở rộng đối tượng khách hàng với chiếc SUV VF5 Plus có giá chỉ bằng 1 phần 3 so với những chiếc xe điện ở phân khúc cao cấp hơn của công ty. Năm nay, VinFast đã trở thành nhà sản xuất ô tô Việt Nam đầu tiên bán ô tô tại Mỹ. Công ty cũng cho biết gần đây rằng tiểu bang California đã phê duyệt mẫu SUV điện VF8 vào danh sách các mẫu xe được hoàn thuế theo lên đến 7.500 USD. Trong khi đó, các mẫu xe điện giá rẻ từ Trung Quốc có mặt ở Việt Nam, nơi thu nhập bình quân đầu người là 4.100 USD, một trong số đó là Hongguang Mini EV, mẫu xe mà nhà sản xuất ô tô Huling gọi là sự lựa chọn thay thế cho việc đi bộ. Mẫu xe điện giá rẻ của Huling, Huling Air EV hiện đang được bán tại Indonesia với mức giá chỉ từ 16.900 USD, rẻ hơn rất nhiều so với các mẫu xe điện khác. Tuy nhiên, các mẫu xe điện mini của Huling hầu hết rất nhỏ, không thể sạc nhanh, vận tốc tối đa chỉ 100 km h và chỉ đáp ứng được nhu cầu di chuyển trong thành phố. Việt Nam là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới, với ước tính số lượng xe máy lưu thông trên đường là hơn 60 triệu chiếc, trong khi dân số là 99 triệu dân. Nếu không có sự chuyển đổi sang xu hướng xanh hơn như xe máy điện và phương tiện giao thông công cộng, nhiều người lo ngại rằng số xe hơi tăng lên có thể sẽ gây ra nhiều ô nhiễm hơn. Nikkei viết, F năm Plus sẽ mang đến cho khách hàng thêm sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của số đông, từ đó khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xe điện và góp phần tạo nên một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Tổng giám đốc Vinfast Lê Thị Thu Thủy cho biết, Vinfast đã giao 7.400 ô tô điện vào năm 2022 và có công suất sản xuất hàng năm là 250.000 chiếc. Họ đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất xe điện ở Bắc Carolina vào năm 2025 và đã ra mắt dịch vụ xe điện tại thị trường trong nước trong tháng này. Từ cà phê ép, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.